Kim Phạm Canada Channel. Xin thân chào cả nhà. Chúc mọi người một ngày được nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Hôm nay thì Kim Phạm đi công việc nhưng mà không có đi phía trên xa lộ 40 mà đi ở phía dưới để cho mọi người nhìn thấy cái cảnh mà ở phía dưới bên hông xa lộ. Thì xa lộ 40 này đó, nó có tất cả là 6 làn cho xe hơi, mỗi bên 3, và chiều đi ngược lại là 3 là 6. Nhưng mà người ta có xây ở phía dưới xa lộ này là có đoạn thì mỗi bên 3 làn xe hơi chạy, và có đoạn thì chỉ có 2. Thì những cái đường phía dưới xa lộ đó, quý vị thấy phía trên là những cái xa lộ phía trên cao. Thì phía những cái đoạn đường phía dưới này á, bên tiếng Pháp thì người ta gọi là voie de service, voie là cũng như là cái đường vậy đó, để phục vụ. Thì tổng cộng là xa lộ 40 này, mỗi bên đó, phía trên cao thì mỗi bên nó có 3 làn cho xe hơi hoặc xe gắn máy, và phía ở dưới nó là sẽ có có đoạn thì 3 làn xe, có đoạn thì 2 làn xe. Đó, quý vị thấy phía trên là xe hơi đang chạy. Thì xa lộ này theo Kim Phạm biết thì nó được xây dựng khoảng mấy năm đó, nhưng mà không nhớ năm nào. Nhưng mà cái năm chính thức nó được đưa vào sử dụng hoạt động để phục vụ đó là năm 1959. Năm 1959 tính đến bây giờ là cũng hơn cũng 60 mấy năm rồi, phải không mọi người? Thì mỗi một năm chính phủ tỉnh bang Quebec có những cái ngân sách để trùng tu, sửa chữa những cái nào hư hại trên xa lộ, tại vì cái tuổi đời nó cũng hơn 60 mấy năm rồi đó. Quý vị thấy đó, phía trên cao là xe đang chạy và chúng ta đang chạy dưới cái đường băng qua ở phía dưới xa lộ 40. Nói chung thì mùa đông ở Canada hay một số tiểu bang bên Mỹ mà có tuyết đó, thì mùa đông đó đường xá nó hơi lầy lội vì tuyết, rồi người ta phải thành phố phải đi rải muối. Ở đây không phải là muối chúng ta muối ăn, mà muối hóa chất đó, để cho nó làm cho cái tuyết nó tan ra, thì những người lái xe ít có bị tai nạn. Thành ra muối rồi phần xe lăn bánh lên đó, rồi phần gặp mấy hôm trời ấm lên, nhiệt độ lên thí dụ như 1-2 độ C thì trời ấm, thành ra nó xe nào xe nấy là nó dơ lắm, xình tuyết rồi nó bắn lên cái xe thì ớn lắm. Bây giờ chúng ta đã đi ra khỏi xa lộ dưới cái đường kế bên xa lộ, và chúng ta sẽ đi vào những con đường trong phố. Thì cái phố này nó vẫn nằm trong cái quận Saint-Michel, Villeray và Bạc Extension. Và sự Kim Phạm xin phép là tại vì những cái địa danh, những cái khu ở trong thành phố nó bằng tiếng Pháp, và Kim Phạm cũng xin phép là đọc theo cái tiếng Pháp của họ. Đây là cái khu vực, cái phố mà toàn là nhà ở không nha. Phía dưới chúng ta không có được gọi là kinh doanh, buôn bán, bất cứ cái gì cũng không được. Thì cái khu nhà này á, là ở đây người ta gọi là nhà duplex, tức là nó có 2 căn hộ, 2 số nhà, hoặc triplex có 3 căn hộ hoặc 3 số nhà, có khi nó 4 căn nữa. Thì thí dụ có những căn ở dưới basement đó, thì tiếng Pháp họ gọi là sous-sol, thì
có thể cũng cho thuê, có thể chủ nhà sẽ ở một tầng rồi cho thuê hai tầng trên hay là sao đó, đại khái như vậy. Còn có người thì họ mua nguyên một cái căn như vậy, họ không có ở mà họ sẽ đi ở chỗ khác, tức là họ cho thuê toàn bộ. Ví dụ căn triplex là có 3 căn hộ 3 số nhà thì họ cho thuê 3, mỗi căn vậy là một người vô mướn vậy đó, một gia đình mướn, thì họ lấy cái tiền thuê đó cũng như là cái lợi tức hàng tháng của họ đó. Nhưng mà cái này á, nếu mà có cho thuê nhà thì mỗi năm là phải khai cộng vào cái thuế lợi tức cá nhân của mình á, là mình phải cộng vào. Đây là một con đường nhỏ ở Mông Ranh này thì luật lệ giao thông nó hơi khó hơn những cái thành phố khác và những cái tỉnh bang khác. Ví dụ như có những đoạn đường người ta chỉ ghi là có 30 km hoặc 40 km, mà mình chạy nhiều hơn đó, nếu mà chạy lên tới 50-60 mà lỡ mà gặp xe police mà họ thấy thì sẽ họ rượt theo đó, theo về họ. Khi mà rượt theo phía sau đuôi xe mình thì họ sẽ, lúc họ rượt sẽ mở những cái đèn xanh đèn đỏ trên mua rồi cho xung quanh xe của police là đèn không à, họ chớp liên tục và họ để cho mình biết mình cái người mà vi phạm mà chạy quá tốc độ phải tấp vào lề để họ kiểm tra bằng lái xe hơi, giấy bảo hiểm xe hơi. Và nếu mà cái người đó mà để police được quá một đoạn quá xa thì có thể họ sẽ nghi là cái người đó có uống rượu hay là bia, thì họ sẽ test cái nồng độ rượu, nồng độ cồn trong rượu hay bia mà người đó đã uống vào. Ừ, bây giờ đến đây video clip cũng khá dài, Kim Phạm xin tạm biệt mọi người nha. Xin hẹn gặp lại một video clip sau. Kim Phạm có công việc. Chúc cả nhà một ngày bình an, vui vẻ, hạnh phúc. Và nếu thấy thích những cái video clip của Kim Phạm, xin nhấn cho một like, chia sẻ hoặc bình luận. Và xin vui lòng bấm subscribe, đăng ký để ủng hộ Kim Phạm tiếp tục cho ra thêm nhiều video clip. Tạm biệt cả nhà. Bye bye.